Sinh ra và lớn lên ở thành phố Lausanne của Thụy Sĩ, Huỳnh Samuel An có cha quê ở Bến Tre, còn mẹ quê ở Cần Thơ. Gia đình Samuel An mở một cửa hàng tạp hóa bán đồ châu Á từ 24 năm nay ở khu phố mà anh nói với tạp chí Journal Dauchi rằng đang lưu giữ tất cả những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi. Samuel An đã học ngành kinh tế tại University of Esztergom, Thụy Sĩ, một trường quản trị kinh doanh hàng đầu ở châu Âu. Dù vậy, anh đã sớm nhận ra rằng trong lòng mình có một niềm đam mê khác là âm nhạc. Ngay từ năm 7 tuổi, Samuel An đã được cha cho đi học piano cổ điển ở trường quốc gia âm nhạc tại Lausanne. Chơi guitar từ năm 14 tuổi, từng giành giải giọng ca vàng của cộng đồng người Việt. Do vậy, việc theo đuổi nghệ thuật là điều không sớm thì muộn với Samuel An. Sự lựa chọn từng thiêu đốt trái tim tôi, song tôi đã không học hành một cách miễn cưỡng. Lớn lên và làm việc trong cửa hàng tạp hóa của gia đình, tôi được tiếp cận với công việc tính toán, làm ăn nên thật sự cũng thích ngành kinh tế và quyết định theo học. Nhưng sau khi tốt nghiệp đại học, đó là thời gian thích hợp để tôi theo đuổi con đường âm nhạc hoặc là từ bỏ vĩnh viễn niềm đam mê của mình. Để thử tìm một cuộc phiêu lưu trong âm nhạc cũng như trải nghiệm cuộc sống, hiểu thêm về nguồn gốc, văn hóa quê hương nên tôi trở về Việt Nam, Samuel chia sẻ. Samuel An cũng cho biết khi anh ấy không biết chính xác mình phải bắt đầu từ đâu. Đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh vào đầu năm 2018, Samuel An thuê một phòng thu âm và bắt đầu học hát, đặc biệt là cải thiện phát âm, mặc dù anh nói tiếng Việt khá giỏi, nhờ trong gia đình cha mẹ và hai chị em Samuel thường sử dụng tiếng Việt hàng ngày. Hai tháng sau, Samuel An mạnh dạn đăng ký tham gia chương trình Giọng Hát Việt 2018. Ngay ở những giây phút đầu tiên khi xuất hiện trên chương trình The Voice, Samuel An đã khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì nhan sắc không kém cạnh các mỹ nam Hàn của mình. Tiết mục của Samuel An cũng đã chinh phục được huấn luyện viên Du Phước Thịnh. Sau đó, ba huấn luyện viên còn lại cũng không thể ngồi yên trước tiết mục quá ấn tượng của Samuel An và đã bấm chọn anh chàng này. Huấn luyện viên Thu Phương chào mừng Samuel An đến với sân chơi The Voice 2018. Nữ ca sĩ còn hát ca khúc Người Lạ Ơi để bày tỏ ý muốn được dựa vào bờ vai hoàng tử Samuel An. Huấn luyện viên Lam Trường cho rằng tiết mục của Samuel An là một ca khúc tiếng Pháp khiến cho người nghe cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu. Nam ca sĩ cũng cho rằng ở Samuel An có đầy đủ yếu tố về ngoại hình lẫn giọng hát. Trong khi Nú Phước Thịnh thì bày tỏ sự tò mò muốn biết rằng Samuel An sẽ đi đến đâu và làm được những gì. Không thể im lặng trước một thí sinh quá chất, huấn luyện viên Tóc Tiên cho rằng nên gọi Samuel An là chàng thơ thì sẽ đúng hơn. Trước lời hứa hẹn của huấn luyện viên Du Phước Thịnh rằng sẽ giúp Samuel An thể hiện những tiết mục có thể chạm vào trái tim của khán giả, Samuel An đã bỏ qua những lời thuyết phục của các huấn luyện viên khác mà quyết định về đội Du Phước Thịnh. Gây bão ở vòng giấu mặt với ca khúc Love Angel, Samuel An nhớ lại: "Tôi đã rất vui vì ban giám khảo đã chấp nhận đề nghị cho tôi hát bằng tiếng Pháp. Đấy là một kỷ niệm rất đẹp. Ngay vòng giấu mặt, tôi nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất nhiều của các phương tiện truyền thông và công chúng, bởi lẽ tôi là người đến từ Thụy Sĩ. Dù chỉ xếp thứ 7 chung cuộc, nhưng Samuel An đã có được bệ phóng khá tốt cho sự nghiệp ca hát tại Việt Nam." Được biết, Samuel An biết chơi piano từ năm 7 tuổi, chơi guitar từ năm 14 tuổi. Anh từng giành giải giọng ca vàng của cộng đồng người Việt bên Thụy Sĩ. Anh chàng điển trai này đã tốt nghiệp tại Đại học Kinh tế và quê mẹ của Samuel An là ở Cần Thơ, quê bố ở Bến Tre. Không chỉ ca hát, Samuel An còn đóng minh họa MV, quảng cáo và tham gia game show như Người Ấy Là Ai, Ngôi Nhà Chung. Anh chia sẻ, sự nghiệp của tôi đã có một bước ngoặt lớn khi ký được hợp đồng với người quản lý và một nhà sản xuất. Tôi háo hức sáng tác, thu âm và được lên sân khấu biểu diễn nhiều hơn, tham gia các chương trình giải trí khác trên truyền hình. Âm nhạc luôn là ưu tiên của tôi, nhưng tôi vẫn muốn bước chân vào lĩnh vực phim ảnh nếu có cơ hội. Và cơ hội đã đến, Samuel An được mời đóng vai nam chính trong sitcom Học Đường, Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm 2. Nhân vật của Samuel An là thầy giáo Khải Điển Trai, bên ngoài thì nghiêm khắc lạnh lùng vì phải chủ nhiệm một lớp học cá biệt có rất nhiều chiêu trò quậy phá, nhưng bên trong lại sống rất tình cảm. Đặc biệt, Khải còn là dân chơi và hát nhạc rock, lại đang ở độ tuổi 28 nên vẫn đâu đó hình ảnh một chàng trai nổi loạn, có những nét tương đồng và thấu hiểu học trò của mình. Thời gian quay Yêu Nhầm Con Gái Ông Trùm 2, Samuel An gặp khó khăn vì những phân cảnh có nhiều câu thoại đọc mãi không hiểu nên anh phải tìm cách cắt nghĩa. Nhờ đạo diễn Lục Văn Chỉ Bảo, bạn diễn Giang Mi, vai nữ chính phối hợp diễn xuất ăn ý, cộng với trải nghiệm từ những năm tháng học trò ở Thụy Sĩ, Samuel An dần tự tin đồng hành với Khải trong 78 tập phim. Khi được hỏi sống một mình ở thành phố Hồ Chí Minh, Samuel An có nhớ nhà không? Anh cho biết, tôi nhớ bố mẹ và gia đình, bạn bè, cửa hàng tạp hóa, hồ nước trong thành phố, đời sống sinh viên, khí hậu bốn mùa của Thụy Sĩ, nhưng mọi thứ đã thay đổi trong cuộc sống của tôi. Không có gì giống như trước đây, tôi đang sống ở một thành phố rất đông xe cộ di chuyển mỗi ngày, nơi có một nền văn hóa mà tôi chưa biết nhiều về nó và một ngôn ngữ mà tôi chưa thành thạo lắm. Nhưng tôi không hối tiếc điều gì và tôi thích được ở đây. Tôi đang khám phá bản thân và học hỏi mỗi ngày. Tôi vẫn thanh thản, bình tĩnh và
trung thành với chính mình. Biết đâu với một chút may mắn, tôi có thể được hợp tác với một thương hiệu âm nhạc nào đó ở Thụy Sĩ. Về những ước mơ riêng tư, Samuel An nói rằng bản thân có rất nhiều nhưng sẽ giữ trong cái đầu nhỏ bé của mình vì muốn bí mật. Trước mắt, Samuel An chỉ mong làm sao để cha mẹ có thể tự hào về lựa chọn theo đuổi nghệ thuật của mình và bản thân có điều kiện tốt để đáp ứng tất cả nhu cầu của cha mẹ khi họ nghỉ hưu.